Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế giới cây giống chi nhánh cây lại. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một loại cây phong thủy và nó có tên là phát tài. Trong cây phát tài thì nó có khá là nhiều loại khác nhau, và hôm nay cái loại mình giới thiệu với các bạn đó chính là cây phát tài, hay còn gọi là cây thiết mộc lan ha. Nghe tên thiết mộc lan các bạn có thấy khá là hay không ạ? Cái tên vừa hay mà cái cây giống nó vừa đẹp đó ha. Đây, cái cây này chúng bên mình đã trồng sẵn xuống đất như thế này đây. Cây này trồng nó cũng lâu rồi. Cái gốc nó, để mình xem nó khoảng bao nhiêu cây. Nó hơn cả tay của mình luôn. Như đây chắc tầm cỡ 20-30 cm chu vi gốc ha các bạn. Đây, nó có nhiều cái nhánh như thế này đây. Lá của nó thì nó có nhọn ha, và ở phần giữa nó có cái đốm, cái đường song song mà nó hình vàng như thế này ha, nhìn rất là đẹp mắt. Cái này mà do mình để trồng ngoài đất, nếu như chúng ta mà vào chậu á, thì nó đẹp hơn ha các bạn. Và nếu như cây này mà các bạn muốn trồng ngoài đất á, thì nó chiều cao nó lên tới tầm cỡ 5-6 m lận nha các bạn. Riêng trồng trong chậu thì nó sẽ bị giới hạn về chiều cao ha, tùy chậu lớn chậu nhỏ mà nó chiều cao nó cao hay thấp ha. Đây, cây này thì mình vừa cắt cái nó cao, mình vừa cắt ngang đây như thế này đây ha, và nó đã mọc ra cái mầm như thế này, nhìn rất là đẹp mắt. Đây, bên này được 2 mầm luôn nè. Và thí dụ như các bạn mà chỉ cần cắt nhánh này nè, mình giam xuống nó vẫn mọc mầm nha các bạn. Rồi mình sẽ cho các bạn xem một cái cây khác nữa. Ở đây thì mình cung cấp cái cây phát tài này thuộc mấy cây lớn như thế này thôi nha, chứ không có cây nhỏ nha các bạn. Cây này hiện cắt cao hơn, nó tầm cỡ từ gốc lên là khoảng 1 m ha. Cây nó vuông tròn như thế này. Đây thì là một cái cây nữa, nó thấp hơn cái cây phi nãy mình nói, nhưng mà cái gốc của nó thì cũng khá là lớn rồi ha. Rồi nếu như các bạn muốn cái cây mà nó thấp nữa thì chúng ta giờ có thể cắt như thế này. Cắt này mà cắt thấp hơn thì nó sẽ nhảy tròn như thế này nha các bạn. Đây, một cây nữa. Và khi nhìn chúng ta nhìn từ trên xuống thì giống như một cái bông hoa như các bạn ha. Mà cái cánh hoa là bao gồm màu xanh, là nó pha chút một màu hơi vàng vàng ha. Nhưng mà cái này là chỉ đầu độc non nha các bạn. Khi mà cây lá lớn thì lá nó vẫn màu xanh nha. Rồi, mình sẽ lấy cho các bạn xem một cái lá già của nó ha. Đây là cái lá già của nó nha các bạn. Khá là to ha. Mình đã giật ra trên cái lá già để coi. Này chắc tầm cỡ 30-40 cm ha. Nếu mà cây nó lớn nữa thì cái lá nó sẽ dài nữa nha các bạn. Thì các bạn thấy cái phần giữa nó cũng có một cái vọt như thế này đây. Ở ngoài thì rìa thì nó màu xanh đậm hơn ha, còn trong thì nó màu vàng ha. Đây. Rồi nếu các bạn muốn sở hữu cái cây giống như thế này, chỉ là cây lớn đó nha các bạn, thì nhanh tay gọi ngay số điện thoại 0845664499 đang hiện trên màn hình ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn video lần sau.